Cửa hàng từ chối phục vụ, cư dân kêu gọi dán hình kẻ cưỡng hôn cô gái trong thang máy để cảnh báo. Sau khi bày tỏ bất bình về mức phạt 200.000 đồng dành cho kẻ sàm sỡ, cưỡng hôn nữ sinh, mọi người kêu gọi in hình đối tượng dán trong thang máy và nơi công cộng để cảnh báo mọi người. Hiện đã có một cửa hàng thông báo từ chối phục vụ đối tượng này. Thông tin Đào Mạnh Hùng, người đàn ông sàm sỡ nữ sinh 20 tuổi trong thang máy chung cư Golden Palm bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội xử phạt hành chính 200.000 đồng, lập biên bản cam kết không tái phạm hành vi tương tự đã khiến dư luận bất bình. Theo đó, Công an quận Thanh Xuân đã áp dụng điểm A khoản 1, điều 5, Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt về hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác để xử phạt. Tuy nhiên, nhiều người dân đã ngay lập tức bày tỏ bức xúc cho rằng mức phạt trên là chưa thỏa đáng, không đủ răn đe những kẻ yêu dâu xanh, thậm chí không ít các bạn gái còn cảm thấy sợ hãi khi phải đi thang máy một mình. Sau án phạt hành chính ở mức 200.000 đồng dành cho kẻ này, trên một số trang mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh trong một số thang máy, dán hình ảnh của Đào Mạnh Hùng kèm theo dòng chữ nổi bật, coi chừng biến thái 200k để cảnh báo mọi người chú ý. Một cư dân mạng sống trong tòa nhà nơi xảy ra vụ việc còn kêu gọi mọi người tẩy chay, cấm Đào Mạnh Hùng ra vào tòa nhà. Bên cạnh đó, mọi người còn tuyên truyền dán tờ rơi có ảnh đối tượng Hùng kèm theo dòng chú thích: chúng tôi từ chối phục vụ khách hàng này vì đã có hành vi sàm sỡ phụ nữ trong thang máy tại các nhà hàng quán ăn. Riêng tại các nơi công cộng sẽ kèm theo dòng chữ: mọi người hãy cảnh giác với người đàn ông này vì từng có hành vi sàm sỡ với phụ nữ trong thang máy. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 20 tháng 3 tại tòa chung cư Golden Palm nơi xảy ra sự việc, không hề xuất hiện bất kỳ tờ rơi hay biển báo nào như đã chia sẻ trên mạng xã hội trước đó. Trao đổi với phóng viên về việc cư dân tòa nhà sẽ dán hình ảnh đối tượng Đỗ Mạnh Hùng lên các nơi dễ nhìn ở khu vực công cộng nhằm cảnh báo cư dân, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết hành vi của đối tượng Hùng đã vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội, đã bị cơ quan chức năng xử phạt công khai. Vì thế, cư dân nên cảnh giác và nhắc nhở nhau cảnh giác những khu vực đối tượng thường xuyên xuất hiện. Đây cũng là hành động bình thường, không vi phạm pháp luật. Ở những nơi công cộng xuất hiện những kẻ trộm cắp hoặc trêu ghẹo phụ nữ, người dân vẫn thường công khai hình ảnh các đối tượng để chú ý cảnh giác, không nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Hơn nữa, những kẻ đã vi phạm pháp luật và có những hành vi mà chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục dân tộc không chấp nhận thì cũng không cần bàn đến danh dự, nhân phẩm. Bên cạnh đó, luật sư Thơm cũng cho biết thêm, nếu toàn thể cư dân tòa nhà không chấp nhận việc đối tượng Hùng xuất hiện trong chung cư thì ban quản lý cũng không có quyền đuổi đối tượng đi. Hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng đã bị xử lý, tuy nhiên quyền cư trú của đối tượng vẫn được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, khi đã bị toàn thể cư dân tòa nhà phản đối thì sẽ rất khó để đối tượng này tiếp tục ở lại tòa nhà. Báo Hàn đưa tin vụ yêu dâu xanh sàm sỡ cô gái trong thang máy và bất ngờ trước số tiền phạt vỏn vẹn 200.000 đồng. Những ngày qua, xã hội Việt Nam xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông tên Đỗ Mạnh Hùng, 37 tuổi, cưỡng hôn và quấy rối cô gái 20 tuổi trong thang máy ở một chung cư tại Hà Nội. Trong khi mọi người tỏ ra phẫn nộ và mong chờ một mức án thích đáng cho tên yêu dâu xanh, thì công an chỉ tiến hành phạt hắn ta số tiền 200.000 đồng về hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, theo điểm A khoản 1, điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Trang báo Hàn Quốc tường thuật lại chi tiết vụ việc, đồng thời tỏ ra bất ngờ với mức án phạt nhẹ như không, chỉ tương đương 10.000 won dành cho tên tội phạm. Bên cạnh đó, Dispatch cũng trích dẫn lại lời phát biểu và sự thất vọng của nạn nhân được gọi là A sau khi biết được mức án phạt mà Hùng phải nhận. Đã nhiều ngày kể từ khi sự việc xảy ra, nhưng mỗi khi đi thang máy, tôi lại bị ám ảnh. Số tiền phạt 200.000 đồng là quá ít so với những thương tổn về mặt thể chất và tinh thần mà tôi phải gánh chịu. A cho biết, dù cảm thấy bất bình nhưng cô quá mệt mỏi để đệ đơn kháng án. Một số bình luận được Dispatch trích lại rằng, nếu phạm tội quấy rối kiểu này ở Mỹ, tên này chắc chắn phải nhận mức án phạt rất nặng. Không thể tin được tiền phạt chỉ có 200.000 đồng. Thậm chí, một số ý kiến còn trêu chọc rằng, nếu biết trước số tiền phạt ít như vậy, tên tội phạm đã không ngần ngại giở nhiều trò đồi bại hơn. Đỗ Mạnh Hùng, người đàn ông sàm sỡ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy và bị phạt 200.000 là ai? Kính thưa quý vị và các bạn, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội thông tin, Đỗ Mạnh Hùng, người đàn ông có hành vi sàm sỡ cưỡng hôn cô gái 20 tuổi trong thang máy tại chung cư Golden Palm đã có gia đình, hiện làm quản lý văn phòng xuất nhập khẩu lao động. Thông tin về Đỗ Mạnh Hùng, người đàn ông có hành vi sàm sỡ cưỡng hôn nữ sinh PHV 20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm Thanh Xuân, Hà Nội, đã được ông Phan Như Cương,
Đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an quận Thanh Xuân Hà Nội cung cấp thêm với báo chí. Theo đó, Đỗ Mạnh Hùng sinh năm 1982, quê ở An Lão, Hải Phòng, hiện đang trú tại phố Tư Đình, phường Long Biên, Hà Nội. Đỗ Mạnh Hùng cũng là người đàn ông đã có gia đình, công việc chính là làm quản lý văn phòng xuất nhập khẩu lao động cho một người bạn tại chung cư nơi xảy ra sự việc. Theo ông Phan Như Cương, trước đó ngày 13 tháng 3, Đỗ Mạnh Hùng và nạn nhân PHV đã đến làm việc tại Công an quận Thanh Xuân. Tại đây, Hùng đã xin lỗi V và nói sẽ xin lỗi chị V tại chung cư Golden Palm vào 19h30 phút ngày 16 tháng 3 trước sự chứng kiến của cư dân tòa nhà Công an quận. Tuy nhiên, Đỗ Mạnh Hùng đã không đến xin lỗi vì ngại. Sau đó, thời gian xin lỗi được chuyển sang sáng ngày 17 tháng 3. Trưa ngày 19 tháng 3, với hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, Đỗ Mạnh Hùng đã đến kho bạc nhà nước để nộp 200.000 đồng. Trước đó, khoảng 22 giờ tối ngày 4 tháng 3, nữ sinh V và Đỗ Mạnh Hùng cùng hai người khác vào thang máy tại tòa chung cư Golden Palm để lên tầng trên. Đến tầng 19, chỉ còn nữ sinh V và Đỗ Mạnh Hùng. Đỗ Mạnh Hùng bất ngờ xin số điện thoại của nữ sinh V để làm quen. Chị V không đồng ý và nói với Hùng rằng mình đã có gia đình để không bị tiếp tục làm phiền. Khi thang máy di chuyển đến tầng căn hộ nhà chị V, thì Đỗ Mạnh Hùng chặn cửa, dồn cô vào thang máy và cưỡng hôn. Chị V cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Đỗ Mạnh Hùng. Cuối cùng để thoát được, chị V đã bị chảy xước ở mũi và tay, tinh thần hoảng loạn. Sự việc đã được camera trong thang máy ghi lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đêm mùng 4 tháng 3, chị V đã trình báo vụ việc với Ban Quản lý Tòa nhà và Công an Phường Nhân Chính. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cho chủ trương giao thủ trưởng Cơ quan Điều tra thành phố Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý. Nói thẳng chính xác là gọi là hèn hạ. Với một người đàn ông bình thường, người ta không ngờ người ta cứ xử như thế. Thế nên là mình chỉ biết tự bảo vệ mình thôi. Có thể là lần sau mình chú ý hơn, có thể đi học võ chẳng hạn. Sự việc được nhiều chuyên gia đánh giá là vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vừa đưa ra mức xử phạt đối với kẻ sàm sỡ là 200.000 đồng. Điều này đã khiến cư dân mạng và đặc biệt là cộng đồng dân cư sinh sống tại đây bức xúc khi cho rằng mức xử phạt chưa thỏa đáng và không có tính răn đe với kẻ ác. Lần đầu em đi thang máy cũng thấy sợ, đi mà kiểu mở thang máy đó, xong rồi có một người ở bên trong thì em thấy sợ. Đến hiện tại thì mình có thấy an toàn, bởi vì là mình cũng đi thang máy thì hầu như cũng chỉ là ở cơ quan thôi chứ cũng chưa có vấn đề gì khác ở đây đâu. Dạ em thì chưa có bị, nhưng mà tại vì khi mà em đi thang máy là thường có bạn bè đi chung chứ em cũng chưa đi một mình ở trong thang máy. Dạ hiện tại thì đi thang máy nhiều rồi, em thấy khá là an toàn. Em ghét thang máy lắm, em cũng thích thang máy. Vì sao mà lại hơi kiên đảo. Mình nghĩ là phạt như vậy là thấp quá rồi. Làm như vậy với những cái người nam họ bị phạt như vậy họ sẽ không cảm thấy cái vấn đề này là quan trọng. Họ cứ tôi cứ hung cô gái đó thôi, tôi trả 200 là xong mà. Mình cảm thấy nên phạt nhiều lên để cho họ nhận ra được là cái sự cảnh cáo ở đây. Đó là không nên, không thể nào mà xúc phạm phụ nữ như vậy được. Cái sàm sỡ đó là 200 ngàn thì nó không có đủ, tại vì đụng vô cái của con gái sàm sỡ vậy thì không có được. Em thấy 200 ngàn đó là không xứng đáng, tại vì ý là hành động đó là hành động kiểu như là thiếu suy nghĩ anh. Phạt hành chính thôi chưa đủ, nghĩa là phạt như là ngồi tù vậy. Em cảm thấy mức phạt đấy là còn quá thấp, vì em cảm thấy hơi bị xúc phạm về mình. Hơn cỡ triệu triệu gì đấy, cỡ chục triệu cỡ đấy. Nó như kiểu là vào cái diện là xâm phạm tình dục vậy, có thể là đi tù hay các kiểu nhiều hình phạt.
Đà Nẵng mà phạt nâng cái hình thức phạt lên, như ví dụ như là nâng cái số tiền đó lên, hoặc là phạt lao động công ích chẳng hạn.